Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Quân xin giới thiệu với mọi người viên đá di công thiên nhiên, 100% thiên nhiên nha các bạn. Một viên đá di công màu nâu vàng được gắn lên một chiếc nhẫn được gia công từ anh thợ kim hoàng liên kết với đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân. Đây là một mẫu nhẫn nữ, cũng là xếp vô một trong những chiếc nhẫn mẫu nữ đầu tiên hết mà đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân làm thêm để mà hỗ trợ cho việc đá quý bán đá. Chiếc nhẫn này có nhiều cái lợi điểm cho các chị em có ngón tay ốm nhỏ và phần da nhiều hơn những ngón tay có mắt lớn, thì chiếc nhẫn sẽ che được khuyết điểm này. Còn những người mà ngón tay tròn trịa thì khỏi phải nói rồi, đeo nhẫn nào cũng đẹp hết ạ. Đây là một chiếc nhẫn mẫu rất là đơn giản và đẹp, phù hợp với cái ngón tay mà Quân nói với vừa nói với anh chị đó, ngón tay xương gầy và mắt ngón tay to. Chiếc nhẫn này được đính cái viên di công 5.7 ly. Nếu mà trường hợp á, mình đặt hàng lấy đá peridot 5.7 đến 6.3 lắp lên chiếc nhẫn này cũng rất là đẹp nha anh chị. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng chiếc nhẫn một lần nữa. Do là nó nhỏ quá, Quân lại bóng nữa, cho nên là nó hay mất nét lắm. Chúng ta cùng quan sát kỹ nha. Rồi, giá thành của chiếc nhẫn chỉ bao gồm đá và công thợ gia công ra chiếc nhẫn này, thì Quân có thể để chiếc nhẫn này cho quý anh chị chỉ có 700.000 thôi. Rẻ hơn rất là nhiều ở trên Lazada đang đăng và chạy quảng cáo. Xin chào quý anh chị. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ, thật hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.